Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bingat Studio. Hôm nay sẽ không phải là một video hướng dẫn nhảy như thường lệ nữa, mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt mà Bin đang rất là nôn nóng muốn giới thiệu với tất cả các bạn quá trình thực hiện phòng tập mang thương hiệu Bingat Dance Studio. Hiện tại khu vực mà các bạn đang thấy đó chính là khu vực phòng chờ. Thì Bin sẽ dự định là ngay khúc này mình sẽ làm phòng chờ nha. Còn phía bên trong này sẽ là chiếc phòng nhỏ dành cho những bạn nào hoạt động nhóm từ 5 cho tới 7 người nha. Còn chiếc phòng cuối cùng thì đây chỉ là một phòng vệ sinh bình thường thôi. Thì Bin đang chưa biết làm gì với phòng này. Có thể là sẽ để một vài thứ đồ linh tinh như là đèn, đồ các thứ. Ok, sau khi tham quan xong thì đây là ngày đầu tiên mà các anh thi công làm phòng tập. Thì như mọi người thấy là ở đây rất là nhiều rác ha, và cũng rất là lộn xộn. Thì cái ngày đầu tiên á, mọi người sẽ lên bàn xem là đi đường dây điện rồi gắn gương như thế nào đó. Ok, và đây là quá trình gắn những chiếc gương đầu tiên của phòng lớn nha mọi người. Ok, và tiếp theo là như mọi người thấy là ngay cái chỗ anh đó đứng đó là một cái, đáng lẽ là lúc đầu nó không có cái vách đó, mà sau này là phải gắn thêm để che lại cái cửa, để mình làm một cái cửa lùa như anh nó đang làm đó, mọi người đã thấy đó. Chớp mắt một cái là mọi người đã thấy qua ngày thứ 2, thứ 3 rồi đó. Thì như đây mọi người thấy là đã gắn phần gương xong rồi ha. Thì trên clip thì mọi người xem có vài giây thôi, nhưng mà thật sự là Bin đã quay cái clip này cũng hơn một tuần để Bin chuẩn bị ghép lại. Rồi thì ở đây là phần giấy dán tường. Thì đã dán hoàn thiện gần xong cái phần màu xám rồi. Đó, như mọi người đã thấy đó. Sau khi dán giấy dán tường xong thì phải dọn hết sạch sẽ rác ở dưới thì mới có thể dán tiếp cái phần sàn ở dưới. Tại vì nếu mà dính bụi thì cái phần sàn nó sẽ không có dính được lâu á, cho nên là phải dọn rất là kỹ. Còn cái lúc này là Bin với mẹ Bin đang dọn dẹp lau lại kính từng cái kẽ nha. Lau cái kính này rất là mỏi tay luôn đó mọi người ơi. Và kết quả cuối cùng sẽ là 3, 2, 1, bắt đầu. Đầu tiên sẽ là khu vực phòng chờ. Mọi người có thấy cái bảng gì không? Đây là một cuộc thi mà Bin mới tham gia và đã được hạng nhì cùng với nhóm Heaven Dance Team nha. Và tiếp theo là khu vực phòng nhỏ. Phòng nhỏ này thì rất là thích hợp cho những nhóm nào mà có từ 5 tới 7 người nha. Mọi người thấy vậy thôi chứ nếu mà mọi người chịu khó chạy đồ hình thì chắc 8 người cũng được luôn á. Tan tan, thì đây cũng là một cái ngày mà Bin cúng khai trương cho phòng của Bin. Thì đây cũng là một cái phòng lớn nè mọi người. Phòng rất là bự luôn. Phòng này siêu bự, có sức chứa từ 15 cho tới 20 người luôn nha mọi người. Cái bảng đèn này là tôi siêu đầu tư luôn đó, hết 3 triệu bạc của tôi đó. Ok, và video đến đây cũng khá là dài rồi. Thì mọi người nhớ book phòng, liên hệ qua bay của Bin nha. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Oh la la.